Hiếu ông gì? Thôi, có đâu rồi? Dạ, làm gì mà từng tháng giờ mất mặt công thức ở nhà? Đi mua đồ cho anh đâu? Con đây ạ. Làm gì mà lâu thế? Con giả gạo ạ. Gặp nhà con đấy, yêu lắm. Đi qua nhà má Tân mua cho bố cho rượu lá. Rượu ngon con rẻ nhá. Ngay bây giờ mới đẻ bố. Nhanh lên, thèm quá. Go!
nghệ và khoa lý luận chính trị. Xin được gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đại biểu, quý ban giám khảo, ban tổ chức cùng toàn thể hội thi. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn đội thi đến từ khoa khoa học tự nhiên công nghệ và khoa lý luận chính trị. Và tiếp theo là một đội thi mà có số lượng các đơn vị đông nhất trong lần này. Quý vị có biết đó là đội thi nào không ạ? Đội thi mà có 19 đội gộp lại thành một đội thi. Xin trân trọng giới thiệu phần thi của đội thi đến từ Viện Phòng Ban Trung tâm và Trường Mầm Non Thực Hành, Mầm Non Thực Hành 11 tháng 11 và Trường Trung học Phổ thông Thực Hành Cao Nguyên. Thank you.